xin kính chào mọi người nha. Hôm nay mấy anh em chúng tôi quay trở lại với sân Tao Đàn sau hơn 10 năm rồi. Quay trở lại hôm nay tham gia một trận bóng đá phổi. Sân hôm nay rất là đẹp ha. Đây là bình luận viên Thanh Trà từ Nhân Trạch lên tham gia trận đấu tất niên cho vui, rồi tối nay cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam luôn. Anh có thay đổi gì so với nhận định trong clip ngày hôm trước về trận đấu tối nay hay không? Việt Nam, Thái Lan. Việt Nam chí thắng, cách biệt 2 bàn. Quang Hải sẽ là người tỏa sáng ở trận đấu này. Vậy là vẫn không thay đổi ý kiến không? Bất diệt bất dịch. Ok rồi. Tâm bất biến giữa dàn đường. Anh Trà vẫn giữ nguyên dự đoán Việt Nam sẽ thắng 2-0 các bạn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đá một trận phổi ha, đá vui. Quay lại cho mọi người xem. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ khởi động và chuẩn bị bước vào trận đấu các bạn. Hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng hôm nay nha. Đây là sân Tao Đàn các bạn. Đây là sân Tao Đàn các bạn, đây là sân quận nhất ha. Hồi xưa sân này là sân cát, sau đó làm sân cỏ thật, bây giờ chuyển qua làm cỏ nhân tạo. Bây giờ mặt cỏ rất là đẹp các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ đá một trận đá phủi ha. Sân cỏ đẹp lắm. Đó, thì mọi người nên trải nghiệm một vài trận đấu ở sân này. Rồi hôm nay quay cho mọi người xem cho vui ha. Ok, đây là các cầu thủ nữ đang tập các bạn. Trẻ nữ của trung tâm đang tập năng khiếu. Đây là các cầu thủ nữ trẻ các bạn của trung tâm quận nhất đang tập luyện trên sân Tao Đàn. Trẻ nhưng mà đá rất là chắc banh các bạn. U19 á. Ngày nào cũng tập thì đá không chắc sao được. U19. Đây là các bạn U19 của quận nhất nha các bạn. Có thể là nữ thành phố luôn á, chứ không phải quận nhất đâu. U19. Rồi thưa các bạn, đây là trận đấu giao hữu vui cuối năm âm lịch giữa đội với Sư Đắc Rét U40 các bạn, với các bạn mình áo đỏ là sinh viên ha. Trận đấu diễn ra trên tinh thần là vui vẻ thôi, giữ chân để ăn Tết. Trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 60 phút thôi các bạn. Đá 2 hiệp chia đôi, ngừng uống nước, đổi sân, rồi tiếp tục thi đấu đúng 60 phút là nghỉ. Wow, quá nhẹ. Phước. Tiền đạo Phước vừa có một cú sút rất là nhẹ, có vẻ như là thấy đồng bạn bị té nên anh cũng không muốn dứt điểm các bạn. Đây, mọi người xem bóng đá vui ha. Rồi. Bóng đã vào tay thủ môn của các cầu thủ sinh viên. Các bạn sinh viên này còn rất là trẻ, khoảng 24 25 tuổi thôi. Các cầu thủ áo vàng thì U40. Hôm nay thể thức thi đấu là sân 7 người, 6 đá một chụp. Chúng ta sẽ đá nửa sân của sân bóng đá Tao Đàn các bạn. Đội lão tướng thì chắc chắn là đã dùng kinh nghiệm là nhiều. Còn đội trẻ hơn sẽ dùng thể lực. Rồi chuyền về em. Đá từ từ lên, đúng rồi. Rồi áo vàng là các cầu thủ U40. Áo đỏ là U24, 25. Ở ngoài là các bạn trẻ nữ U19 của trung tâm Tao Đàn. Lỗi, dùng tay kéo người. Thì nó diễn ra lúc 16 giờ chiều các bạn, thì trời nó cũng bắt đầu bớt nắng rồi nên là thể lực của anh em cũng đỡ một chút xíu ha. Rất xa, cú sút rất là xa của tiền vệ trung tâm Minh Sang. Đội áo vàng được tài trợ bởi thương hiệu Dưới Sữa Rét Rét, thương hiệu bán thịt nướng cơm lam cũng như là các món ăn như là côn trùng, các món nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Đội áo vàng gồm những anh em lâu năm rồi mới gặp lại. Hôm nay là ráp lại để thi đấu một trận tất niên.
hầu như là hơn 10 năm rồi mới gặp lại và đá trận đầu tiên luôn. Chủ yếu là đá bằng kinh nghiệm thôi các bạn. Lên bóng, sút, sút, quá mạnh rồi. Các cầu thủ áo đỏ sẽ có thể lực tốt hơn là các cầu thủ áo vàng. Ở ngoài là các anh em dự bị, nói chung là đều có tuổi U40. Trận đấu của chúng ta sẽ có hai trọng tài đứng ở hai bên sân, giúp cho trận đấu được diễn ra hấp dẫn hơn. Vẫn còn trước trận đấu này diễn ra thì hai bên cũng đã được quán triệt là thi đấu nhẹ nhàng tình cảm thôi, không quá quyết liệt. Đây là một trận giao hữu tất niên vui và các cầu thủ sẽ giữ chân để ăn Tết nữa. Hôm nay là 22 Tết rồi các bạn. Dứt điểm. Tiền đạo Phước dứt điểm căng lên một chút đi, Phước ơi. Xìu quá. Các cầu thủ áo vàng đang thi đấu bằng kinh nghiệm. Trận đấu diễn ra khoảng được 5 phút rồi và vẫn chưa có bàn thắng. Rất là xa, một cú sút rất là xa. Đây là sân cỏ nhân tạo ở trung tâm bóng đá Tao Đàn ở quận 1. Mặt sân rất là đẹp. Cảm giác bóng và cảm giác chân rất là êm. Đây cũng là mặt sân mà đội tuyển Việt Nam đã đá trên sân Singapore trong một trận đấu ở AFF Cup. Nếu có điều kiện thì các bạn cũng trải nghiệm mặt sân này ha, để biết cảm giác. Sân này cũng khá là đẹp. Tiền đạo Võ Thanh Trà đã vào sân rồi nha các bạn. Anh Trà hôm nay rất là tích cực ha, đi từ nhân trạch lên để tham gia trận đấu giao lưu. Rồi, ngán người rồi. Đây, anh Trà rất tích cực ha, từ nhân trạch lên nha. Cố gắng ghi bàn nha anh Trà. Ồ, một quả bóng hơi cao. Chạy lúp súp đi cho nó nóng máy tí. Lúp súp đi anh cho nóng máy. Cuối tuần có giờ đẹp không thầy? Cuối tuần. À cũng giờ này hả thầy? Em lấy từ 16 giờ tới 17:30 đi. Là đẹp hả thầy? Thầy đăng ký cho. Dạ. Để chúc em hỏi ý mấy anh em. Mình là chơi cho nó là làm ổn định. Tuần một buổi thôi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tuần buổi thôi, 16 giờ tới 17 giờ. Tuần buổi là quý lắm rồi đó. Đúng rồi, tuần buổi thôi. Thì anh em chơi thì mình hùng nhau lại chơi thôi. Công ty vui vẻ. Dạ. Em thích gom được số 11 bóng đá vui. Ừ, đó số 11 anh. Một pha đi bóng qua 4-5 hậu vệ của lão tướng Thành Phan. Cuối cùng mà nó bị phạm lỗi rồi các bạn. Một pha đi bóng rất là hay. Thay người hả? Thay luôn đúng không? Ok. Mà ta nói thiệt chứ chế banh đó mà không có chế banh thì ta chửi là chúng đậu. Khó lắm rồi, thích rồi. Thôi ra rồi. Đến thời điểm đó là phải nổ thôi. Trẻ nó gỡ lại đó. Đúng rồi. Đúng rồi.
năm nữa đó. Ôi, ít đá quá vậy. Má ngồi nãy giờ chưa hết chóng mặt. Vậy luôn á hả? Lâu lâu ta thay đổi máu cái là khác liền ha. Thiếu thiếu đôi giày thần thánh anh. Đôi giày một dây đỏ hả? Phát biểu cảm nghĩ cho bạn đi Giang. Bạn từng này tuổi mà bạn chạy còn hơn đứa lứa trẻ đúng không Giang? Không có gì đâu. Không có gì đâu Giang, tại mình hiểu cái tuổi của mình mà. Bằng tuổi mình là giờ này nó đi xe lăn nhiều lắm rồi thầy. Ghê vậy dạ. Chẳng hạn như bạn em là oxy nó lên não không kịp rồi giờ nó thở anh à. Ghê vậy. Đi lâu ngày nó thay đổi nháp á. Đâu có vận động đâu. Đến, đến. Đây là hiệp 2 các bạn ơi, đây là hiệp 2. Hiệp 1 sau 30 phút là kết thúc. Tỷ số hiệp 1 nhiêu ta? Biết tỷ số không? 3-1 hả? Tỷ số hiệp 1 đỡ vàng đang dẫn trước 3-1 trước các anh em áo đỏ. Xin nhắc lại áo đỏ là mấy anh em sinh viên. Áo vàng là U40. U40 mở rộng. Có hỗ trợ một vài anh em trẻ. Để vui là bạn sang. Mở bóng hay quá. Cú chạm bóng hơi lỏng chân rồi. Ok, hiệp 2 bắt đầu được khoảng 2 phút rồi. Tỷ số đang là 3-1, nghiêng về mấy anh em áo vàng. Áo vàng tạm thời có tên là Dưới Sự Rét Rét. Được tài trợ bởi thương hiệu Dưới Sự Rét Rét. Một thương hiệu bán quán nhậu và thịt nướng cơm lam, đồ ăn cho gia đình. Các món ăn côn trùng với cơm với sữa, bò cạp rắn mối. Cô chú anh chị có nhu cầu tìm hiểu vui lòng search tên Dế Sữa Rét Rét trên các trang mạng xã hội. Thương hiệu đang kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Các cầu thủ áo đỏ đang kiểm soát bóng. Với điều kiện đá sân 7 và trời không quá nắng thì thể lực của hai đội cũng duy trì khá là tốt. Mặc dù mấy anh em áo vàng thì có vẻ hơi mệt hơn chút xíu. Thủ môn của đội áo vàng Dế Sữa Rét Rét thi đấu rất là tốt. Đây là một thủ môn trẻ tuổi nên có sức bật khá tốt, hỗ trợ cho đàn anh. Vững con, bánh vững con. Phối hợp. Quả tạt vào không thành công. Rồi phối hợp luôn em ơi. Hay quá. Một cú sút nhưng mà khá là xa. Và thể lực cũng tương đối xuống nên là không căng. Các cầu thủ áo đỏ đang lên banh. Có thể căng ngang vào. Chính xác rồi nhưng mà đã bị cản phá. Sút, sút được. Không sút và phối hợp. Bóng đi quá cao các bạn. Hết sức đi anh Trà. Hết sức đi. Chơi hết sức đi. Kiếm một bàn thắng đẹp mắt là được rồi. Đủ. Kiếm một bàn thắng đem về quê hương nha, dành anh Hùng nha. Qua hiệp 2 thì thời tiết rất là mát rồi các bạn, không có nắng. Ồ, nhẹ quá, cái banh nó mạnh là đẹp rồi. Vững con, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Phước. Áo vàng đã đi thi đấu bằng kinh nghiệm các bạn. Thể lực sẽ không đảm bảo nên thi đấu bằng kinh nghiệm là chính. Anh Trà đá vô giữa xíu nè anh Trà. Vô giữa. Cắm ngay giữa luôn. Bốn người di chuyển gần đi. Cao quá, cao chân quá. Bốn quay khá là cao. Đỏ đỏ thay người. Thay liền luôn. Đây là trận đấu giao hữu nên là thể lệ thi đấu cũng khá là dễ. Lỗi ném biên rồi.
thay người có thể thay luôn nếu mà bóng chết, không cần phải báo cáo quá chi tiết cho trọng tài. Cú sút căng nhưng mà không chính xác. Anh Trà đá gần vô giữa xíu để có banh đá. Trời bắt đầu mát rồi các bạn. Thi đấu bóng đá trong điều kiện này là rất là tuyệt vời. Lên banh. Cơ hội. Wow, một cú sút vào góc hẹp nhưng mà rất hay là thủ môn đã chạm bóng bằng chân. Cú một bàn thua có thể nói là khá là rõ ràng. Do anh Võ Thanh Trà sút. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Hay quá, qua hai người rồi, sút được rồi. Không vào. Một cú nửa sút nửa chuyền. Không rõ ràng. Trận đấu còn đến 20 phút nữa các bạn, nên là thời gian rất là thoải mái cho chúng ta xem những pha bóng đẹp. Wow, thủ môn hay quá ta. Lại tiếp tục cứu được một bàn thua. Rồi không qua được hai cầu thủ. Sang vừa rồi có một cái ý đồ là qua hai cầu thủ và sẽ thực hiện một cú sút căng ngay trung lộ. Nhưng các cầu thủ áo đỏ đã bắt bài. Bây giờ làm được phản công. Phá lên. À phá nhưng mà yếu. Sút. Quá hay, thủ môn hay quá. Thủ môn hai đội đang thi đấu rất là hay. Cú nhiều pha bóng. Hay quá trời ơi. Hay lắm. Ráng kiếm một bàn đi. Còn khoảng 10-17 phút nữa. Qua giữa hiệp mấy anh em dự bị sẽ vô. Cơ hội đây. Trời ơi. Vẫn không vào. Chúng cục dọc. Ôi ôi, hôm nay đi có con ngày không? Hả? Hôm nay bước chân gì ra ngoài đường? Ba trái luôn. Cố gắng lên lấy một trái làm vốn à. Nguy hiểm rồi. Vô chưa? À không ghi bàn được là bị thua lại rồi. 3-2 nghiêng về áo vàng. Áo đỏ vừa ghi một bàn rút ngắn tỷ số. Rất không may cho tiền đạo Thanh Trà. 3 pha dứt điểm. 2 pha bị từ chối bởi thủ môn và 1 pha bị từ chối bởi cột dọc. Và cuối cùng là thể lực của anh cũng hơi xuống rồi. Một cú sút không chính xác. Rồi đó, đỏ tạm thời đang gác đỏ vàng một trái các bạn. Áo vàng đang tăng cường áp lực trong 5 phút cuối. Rồi tiếp tục một quả phạt góc. Hôm nay là một trận tất niên phong trào thôi ha, nhưng mà cũng rất là gay cứng á. Rồi hết banh rồi. Khoảng 4 phút nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc các bạn, và chút xíu nữa chúng ta sẽ đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đá với Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Mitsubishi Cup 2022. Giờ anh em đang suy nghĩ quán, chưa tìm ra quán các bạn. Mọi người đang suy nghĩ một cái quán nào đó cho nó vui vẻ, bình dân và tình cảm ha. Clip hôm nay là một clip vui, cảm ơn mọi người đã xem rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục theo dõi để chút nữa chúng ta xem không khí ở ngoài quán, và chúng ta xem đội tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả như thế nào trước đội tuyển Thái Lan trong trận đấu lượt đi ngày hôm nay, trận chung kết.
diễn ra vào lúc 19:30 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ăn uống ở quán ngay Landmark 81 nha các bạn, để chờ xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Bây giờ mới 6 giờ thôi các bạn ơi, chờ 1 tiếng rưỡi nữa mới thi đấu các bạn ơi. Quán dê và lòng lợn, cháo lòng tiết canh và quán dê ở khu Landmark 81 ha. Đó, tòa nhà Landmark nè mọi người. Rồi chúng ta chờ đợi xem đội tuyển Việt Nam giành kết quả như thế nào nha mọi người. Hy vọng là thắng 1-0. Lòng lợn các bạn ơi, lòng lợn nha. Rồi xin mời mọi người nha. Lòng lợn. Đây là khô cá chỉ vàng nha các bạn. Khô cá chỉ vàng chiên giòn. Quá ngon luôn. Rồi nói gì cũng được. Đại hát quốc ca các bạn ơi, đại hát quốc ca nha. Quốc ca chuẩn bị lăn bóng. Hello cô chú chị, như vậy là đội tuyển Việt Nam đã may mắn có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Vũ Văn Thanh ở những phút cuối cùng của trận đấu. Như vậy là chúng ta cũng có một chút xíu bất lợi trong trận lượt đi. Tuy nhiên đây chưa phải là tất cả. Chúng ta sẽ có một trận sinh tử trên đất của Thái Lan và hy vọng chúng ta sẽ giành chiến thắng trên đất Thái. Chiến thắng trên sân khách sẽ là một chiến thắng rất là oanh liệt. Chúc cho đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup năm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Hôm nay nhậu rất là vui và bây giờ cũng là khuya rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video clip và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Đừng quên bấm like video clip của Khang Rau Sài Gòn và đăng ký kênh. Xin cảm ơn cô chú anh chị và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau trận đấu lượt về trên đất Thái Lan và đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ giành chức vô địch. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.